Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn mâm cơm gia đình với thịt kho trứng nhé. Đầu tiên là thì trứng gà thì là mình đã rửa sạch sẽ, mình cho vào nước lạnh là mình luộc nhé các bạn. Nước lạnh luộc khoảng 7 phút là được nhé. Rồi sau đó thì mình đi chuẩn bị các nguyên liệu này. Mình đã bóc tỏi và hành nhé. Bây giờ mình cho vào, mình xay nhuyễn này. Thì cho vào mình ướp để cho nó thơm nhé các bạn. Đấy. Mình, hôm nay mình giới thiệu các bạn món thịt kho trứng làm sao để cho nó thơm ngon, nó lên màu đẹp bắt mắt và nhanh được ăn nhé. Bình thường thì các bạn thịt các bạn hay thái rất là to và phải kho mấy tiếng đồng hồ rất là lâu đúng không ạ? Hôm nay thì mình thái, mình dặn người ta thái như là thái xào thôi, thì là kho nó rất là nhanh mà. Và thái mình mua thịt ba chỉ ấy, để ăn cho nó vừa có lạc vừa có mỡ thì nó ngon, nó dễ ăn nhé. Đây, thịt mình đã rửa sạch sẽ rồi này, mình thái này. Và mình ướp gia vị thì mình có ướp đường này, hạt nêm này. Hành tỏi mình đã xay nhuyễn thì mình cho vào cho nó thơm này. Đấy, trong lúc mà chờ trứng chín ấy, thì mình đi làm những cái việc này nha các bạn. Rồi mình cho một chút tiêu vào nhé. Và mình có cho nước màu, rau màu điều vào cho nó đẹp, nó lên màu cho đẹp này. Các bạn là cho nước hàng vào cũng được nhé. Đấy. Sau đó thì mình đảo đều lên. Cái này mình ướp khoảng 15-20 phút thôi. Để cho nó thấm gia vị, nó cho nó ngon này. Nếu mà mình ướp xong như này thì là trứng của mình nó cũng chín rồi, thì mình đi mình bóc trứng nhé. Trứng này các bạn có thể kho bằng trứng cút cũng được, rất là ngon và nhanh nữa nhé. Đấy, mình luộc xong là mình thả nó ngay vào nước lạnh ấy, thì nào bóc nó dễ, nó chóc nhé, chứ không là nó rất là bị sát này. Đấy, mình thấy món này mùa đông mùa hè thì ăn cũng rất là dễ ăn nhé, các bé mình rất là thích nhé. Mình làm như này mình kho chỉ tầm một tiếng thôi, rất là nhanh, thì là được ăn thịt mềm và trứng nó cũng thấm nữa. Bình thường các bạn cũng có thể là trứng cho lên chiên đúng không ạ, nhưng mà mình thấy là chiên trứng lên thì ăn nó cứng hơn ấy, nó không được ngon bằng ấy. Đấy, mình có thể bóc hơi bị vỡ một chút cũng không sao, thế nó thấm gia vị ngon. Hoặc là các bạn muốn thấm nhanh nhé, thì có thể mấy con dao khứa qua vài đường đi nhé, khứa qua vài đường vào trứng ấy. Thì mình đã luộc rồi nên không sợ là vỡ nữa này. Hoặc các bạn nào thích ăn chiên thì có thể chiên sơ qua cũng được nhé. Rồi bây giờ thì mình sẽ cho lên và mình đảo cho nó săn này, thì cho nó săn nó thấm rồi sau đó thì mình mới cho nước và cho trứng vào sau nhé. Món này rất là dễ làm và ai cũng có thể làm được. Mình giới thiệu làm nhanh đơn giản mà thơm ngon dễ ăn cho cả gia đình mình. Mùa hè thì nóng bức mà rất là ít món để cho chúng ta lựa chọn đấy. Đấy. Rồi sau đó thì mình sẽ hẹn giờ. Thi thoảng thì mình thấy có bọt ấy, thì mình đun sủi nên mình thấy có bọt thì mình sẽ hớt đi là được nhá, để cho nó thơm ngon, nó không bị hôi. Đấy. Các bạn cứ cho nước ngập trứng là được nhá. Mình thì kho mình sẽ còn để nước nó sệt sệt và còn một chút nước để cho khi ăn nhé. Để dưới lên cho các bạn nhỏ ăn này, rất là thích cho cơm này. Chứ không kho hết nước nha, vẫn còn để lại một chút nước cho nó sệt sệt là được nha. Đấy, có bếp từ mình hiện giờ mình đi làm việc khác.
không cần phải canh nữa. Đấy, mình hy vọng là tất cả các bạn đã yêu thích món này, nhớ subscribe kênh, like, chia sẻ giúp mình nhé. Hoặc là có đóng góp ý kiến gì cho mình xin nút bình luận nhé, để cho món ăn của mình hoàn thiện và ngon hơn. Đấy, mình nấu ăn cho gia đình thì mình hay nấu những cái món đơn giản gần gũi và ai cũng có thể làm được, và kiếm nguyên liệu nó dễ. Đây, mình được rồi đây này. Và nước nó cũng sẻ sẻ, còn một chút nước này. Thì mình tắt bếp đi và mình rắc một chút hành lá lên trên cho nó thơm nha các bạn. Sau đó thì mình sẽ cho dầu vào chảo và mình đi mình xào rau này. Mình xào rau, mình hôm nay mình không có mỡ heo nên là mình xào bằng dầu và mình cho nhiều dầu một chút này. Và tỏi mình cũng đã xay nhuyễn rồi, mình cho vào. Các bạn đảo đều nó lên cho nó vàng nhé, vàng nó thơm mới ngon nhé. Rau hôm nay mình có rau bí, mình đã tước rồi này. Rau bí chỗ mình mua các bà tước sẵn nhưng mà mình không thích, mình về mình tự tước thì ăn nó non và ngon hơn đấy. Cái lá thì chúng ta sẽ lấy tay và chúng ta vờ đi nhá, thì ăn nó không bị rát này. Sau đó thì rửa sạch sẽ đi và cho vào xào thôi. Đấy, xào chúng ta cho ở nhiệt độ to nhất nhé. Thì đến lúc xào ấy thì ăn nó sẽ rất là ngon, nó không bị ra nhiều nước này. Và nó xanh rau ấy. Đấy. Mình cho rau đảo đều cho nó xẹp bớt đi, sau đó mình mới cho gia vị nhé. Mình chỉ cho mỗi hạt nêm thôi là xong. Ăn rất là giòn, rất là ngon. Đấy, chỗ này một mớ mình mua chỗ mình họ đang bán 8.000 này, một thìa hạt nêm. Các bạn có nấu bằng bếp từ như mình thì điều chỉnh nhiệt độ rất là dễ nhé. Nếu không thì chúng ta vặn bếp ga nửa to hết cỡ lên là được. Đấy, các bạn nhìn rau xanh rất là ngon, dễ ăn. Đấy, mâm cơm gia đình của mình hôm nay có thịt kho trứng này, có rau bí xào tỏi này. Thế nữa mình có pha chanh dây cho cả nhà uống thơm mát bổ dưỡng. Đấy, món của mình xong rồi, các bạn nhìn đẹp không? Đấy, bây giờ mình dọn mâm ra để mình mời các bạn ăn cùng với gia đình mình nhé. Đấy, trứng lên màu rất là đều và đẹp này. Thịt thì mềm này. Đấy, nước mình dưới lên nó sệt sệt này. Vừa đổ xâm xấp bát để cho các bạn dưới này. Đó, mình có một đĩa dưa. Rồi. Bát nước chấm. Mình mời tất cả các bạn ăn cùng gia đình mình nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn vào những món tiếp theo.